Hello mọi người, xin chào. Tôi hôm nay lại tiếp tục cùng với lại một bạn kỹ thuật của Gen phân tích một số các cái điểm mạnh yếu của USD trong ngày hôm nay. Như mọi người đã biết thì ngày hôm qua, tối hôm qua tất cả thị trường có một cái tin nó làm thay đổi tất cả các cục diện, tức là lãi suất trái phiếu tăng lên để hút toàn bộ tất cả những cái dòng tiền mà đã đổ quá nhiều vào chứng khoán, quá nhiều vào các cái đơn đặt hàng lâu bền thông qua cái việc chứng khoán của các cái cổ phiếu công nghệ lên quá trời. Nay thì cái chắc chắn là bàn tay hữu hình của chính phủ sẽ phải can thiệp, và lần này họ can thiệp thông qua cái việc không phải lãi suất mà thông qua cái việc là gia tăng cái lãi suất của trái phiếu. Đó làm cho chứng khoán Mỹ đảo chiều, đặc biệt là các công ty công nghệ. Và từ đó ảnh hưởng gì đến vàng, đến dầu. Và như mọi người đã biết thì No Loss System chúng tôi phân tích để đưa ra các trạng thái để hedging. Chúng tôi hedging và chuyển sàn, chuyển giá ở các cái trạng thái biên độ lớn, biên độ rộng thì sẽ có cơ hội lãi nhiều hơn. Ví dụ như là đợt này, ngoài Bitcoin ra chúng ta cũng có thể xem xét ở các dạng hedging của vàng. Tỷ lệ mua và tỷ lệ bán can thiệp giữa cái volume, rồi giá dầu vàng lên, vàng xuống thì dầu nó lên rất là mạnh mẽ. Thì hôm nay tôi mời một bạn kỹ thuật cùng với Gen phân tích về giá vàng lúc này, sau đó đến giá dầu, đúng không ạ? Ok, xin chào Việt Anh có thể cho mọi người cũng như là anh xem qua các cái view, tầm view của Gen trong lúc này về giá vàng. Giá vàng thì như chúng ta đã biết, mấy hôm nay chúng ta nói về cái tỷ lệ đánh xuống của vàng thông qua cái tỷ lệ tăng mạnh của USD. Vậy thì em nhìn vào cái biểu đồ kỹ thuật giữa cái tỷ lệ tăng của USD và tỷ lệ giảm của vàng thì em có cái đánh giá nhận xét chung gì, và xin mời em. Ok, thì chúng ta đang xem biểu đồ vàng khung daily. Thì các bạn có thể thấy là giá vàng đang giảm rất là mạnh. Vì sao là vàng hiện nay đang không còn là một tài sản hot nữa? Thì có một Nhiều số quá lý nhỉ. do chính. Nhất là vì lợi tức trái phiếu của bạc Mỹ tăng rất là mạnh, tăng kỷ lục. Cho nên là đồng nghĩa với việc đó là đô la sẽ tăng kinh khủng khiếp. Cho nên là vàng sẽ mất giá trị. Lý do thứ hai là vì chúng ta đều biết là bây giờ môi trường lãi suất là môi trường lãi suất âm do ảnh hưởng của đại dịch. Chính vì thế cho nên là nếu như đầu tư vào vàng ấy thì sẽ không tạo ra giá trị tốt bằng những cái đầu tư khác như là dầu, hàng hóa hoặc là Bitcoin đấy, để tránh lạm phát. Cho nên là trên biểu đồ kỹ thuật đấy chúng ta thấy là vàng đang trong kênh giá giảm. Hiện tại thì nó là break qua cái vùng kháng cự rất mạnh là 1763. Thì em nghĩ là vàng sẽ trước khi phá vào điểm này nó sẽ test một lần nữa, có thể là lên tới 178x thì sẽ xuống mạnh. Tức là canh bán đúng không? Để chúng ta sẽ canh bán. Một số quan điểm cho rằng thì là chúng ta sẽ bắt đáy ở các cái mốc cản của giá khi mà nó test về vùng 5943 41, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với một cái kênh trend giảm như thế này thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm bán thì sẽ có lợi hơn, đúng không ạ? Về phía kỹ thuật, nếu để chắc chắn chúng ta sẽ có cái tỷ lệ đặt stop loss và take profit. Tuy nhiên cái mốc đáy của giá nó được test bởi ba cái mô hình đáy mà nó đã nhắc trong cái quá khứ. 1757 nó đã đánh thủng, đúng không Chính ạ? xác. Chúng ta đã nhìn thấy nó đánh thủng được hai cái vùng này rồi. Và 1757 chính là một cái đỉnh của cái ngày 15 tháng 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 3 năm 2020. Đấy, cho nên giá là sự tìm về của quá khứ, chúng ta nhìn thấy nó đã tìm về, và các cái cây nến nó sẽ tạo ra những cái xu thế để phá vỡ, và chắc chắn là nó sẽ tìm về ở các vùng 1672. Đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng phải xem xét, mặc dù ở đây nó đang là 1759, đúng không ạ? Và trên trong cái xu hướng giảm thì tôi nhìn thấy rằng là các cái phân tích dựa trên cái yếu tố của giá là một trong những cái mà chúng ta xem được sự biến động của USD để dự đoán lên vàng. Nhưng vì cái chính sách của Mỹ nó liên tục thay đổi,
khiến cho mình để ý đồng USD, nhưng thông qua cái vấn đề test của đáy và đỉnh trong cái phân tích kỹ thuật. Thế thì cái khuyến cáo thì em sẽ cảm thấy là gì ạ? Canh bán thì sẽ có lợi hơn hay là chúng ta sẽ canh để bắt đáy có lợi hơn? Hiện tại thì vàng đang trong cái kênh giảm đấy, dài hạn, cho nên là em nghĩ là chúng ta sẽ canh khi vàng hồi lên, chúng ta sẽ canh bán. Ừ. Về hơn. Tầm nhìn đó là chúng ta sẽ nhìn thấy ở các cái mốc giá xuống, đúng không? Đúng rồi. Qua cái việc mà chúng ta nhìn thấy giá thì không có gì lên mãi. Chúng ta đã nhớ rằng là vàng đã có thời kỳ lên đến trên 2.000, đúng không? Ừ. Và lên rất mạnh khi mà được bơm thổi, cũng như là các cái vấn đề về tài sản trú ẩn an toàn. Quay trở lại cái vấn đề Bitcoin, đúng không ạ? Có những lúc Bitcoin lên rất là mạnh, đúng không ạ? Và được bơm thổi. Thế nhưng chắc chắn là sẽ có lúc nó bị đánh xuống. Thế vậy khuyến cáo cho các nhà đầu tư là đừng có cổ suý mọi cái nhiều quá. Bởi vì sao? Không có gì lên mãi và không có gì xuống mãi cả, đúng không ạ? Nó phải dựa theo những trận sóng, có những cách để chúng ta phân tích. Vậy thì ở Gen, chúng ta đưa ra các giải pháp có thể tự trade đối với lại view. Khi mà chúng tôi view về hàng hóa với khô đậu tương hay ngô hay là dầu nành, dầu đậu, đúng không ạ? Tức là khi có sóng tới, chúng tôi sẽ hướng điều tiền đến các cái mô hình đó. Hoặc là Bitcoin, chúng ta sẽ chuyển đến mô hình Bitcoin nếu trong trường hợp cả thế giới đang view về Bitcoin và đang có những con sóng tốt. Và lúc này đây, chúng ta lại nhìn thấy cả thế giới đang bắt đầu triển khai vào vàng. Chúng ta nhìn thấy cái lượng bán khống rất là nhiều ở đấy và chúng ta có thể điều tiền sang vàng. Và tiếp theo ấy là chúng ta nhìn thấy được cái mô hình của giá dầu, và lúc này thực sự là người ta quan tâm đến giá dầu nhiều hơn. Giá dầu sẽ ảnh hưởng đến vận tải, sẽ ảnh hưởng đến USD, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các loại cổ phiếu, đúng không ạ? Và sẽ ảnh hưởng gần như rất nhiều các cái mô hình mà theo cái phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng sẽ nhìn. Việt Anh đưa ra các cái phân tích về giá dầu lúc này, anh vẫn nhìn thấy em phân tích giá view của dầu trong thời gian vừa qua là nó lên, đúng không ạ? À, không phải Bitcoin đã lên như là vũ bão. Chúng ta nhìn thấy các cái mốc giá dầu âm và ở các trạng thái 10 đô, và chỉ trong vòng một năm, đúng không ạ? Chúng ta đã nhìn thấy lên 6 lần, đúng không ạ? Tầm giờ năm ngoái là chúng ta cũng đang sợ hãi về dầu. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy không có gì xuống mãi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy là không chỉ riêng về vàng hay Bitcoin hay là ngô, đúng không ạ? Chiến tranh an ninh lương thực, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể view dầu lúc này. Em có thể cho các cái phân tích về dầu của Gen Team bên em. Dầu thì hiện tại ấy, em đang thấy là hình thành mô hình là vai đầu vai. Ừ. Đây. Vai đầu vai ngược. Ừ. Thì theo mô hình ấy thì giá dầu có thể tiệm cận mức 75 hoặc thậm chí là đến 80 đô. À. 80 đô. Nó sẽ test các cái đỉnh này trong quá khứ, nó đã test, đúng không ạ? 76, đúng không ạ? Và đang chinh phục, đúng không ạ? Mức test đầu tiên nó sẽ phải phá vỡ mức 64, đúng không ạ? Và hiện tại mới đang 62. Mấy hôm nay xăng nó cũng tăng giá, ga tăng giá, tất cả mô hình về dầu nó tăng giá nữa. Và mô hình này là mô hình vai đầu vai, đúng không? Ừ. Ok. Thứ hai nữa là về cái yếu tố cơ bản ấy. Thì chúng ta được biết là bây giờ đại dịch ấy, cơ bản là được khống chế rồi. Ừ. Thì cái nhu cầu về năng lượng như là dầu và hàng hóa sẽ tăng rất là mạnh. À. Đó là một yếu tố mà em nghĩ là nó sẽ hỗ trợ rất là mạnh cho giá dầu. Ừ. Cái thứ ba là cái lượng dầu dự trữ của các nước như là Mỹ hoặc là OPEC đang giảm. Đấy. Chúng ta thấy là nguồn cung bây giờ đang hạn chế. Ok. Yếu tố nữa. Vậy giá dầu lên. Do vậy ở cái view Gen hôm nay thì chúng ta sẽ view ở cái dầu và vàng. Dầu đang tăng mạnh mẽ, chúng ta có thể đầu cơ vào giá dầu. Vàng đang giảm, chúng ta có thể đánh short sell với vàng. Và qua đây chúng tôi cũng giới thiệu với mọi người cái link No Loss System, noloss.vn ở dưới cái link này. Mọi người có thể tham gia các vấn đề tự trade cũng như là hướng đến các cái cách để chúng ta làm có lợi. Và Gen vẫn phân tích đưa ra các giải pháp No Loss cùng với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo. Xin chào.